Cắm xuống tùy theo chiều cao. Theo chiều dài khóa lại, sau đó mắc cái đấy rồi mới ok, cắm xuống tùy theo chiều cao khóa lại, được theo đầu mới ra đi ra được. Tiếp theo để chân, để nó bị trắng, có tay này, đưa vào hai chốt này, nóng vào, nóng lại là chết, nóng lại ra, đây. Muốn nhấc lên thì nhấc lên, và kéo ra thì hơi ấn này một chút, kéo xuống. Đấy, khóa lại. Đây. Nằm đây. Nắp lại. Nếu trường hợp ống chân thấp, ống chân cao, ví dụ nó có thể sử dụng nhưng lên nhưng xuống được, lưng này được. Đấy, nằm ngủ được. Muốn chiều dài của cái ống này dài ra, mặt nối ốc ở đây, chiều dài của đoạn này dài ra. Khi đưa xuống, ấn vào đây, ấn nhẹ vào đây, hơi lần ấn nhẹ vào đây, để xuống, ấn vào. Nếu vẫn cứ là bạn nhả ra, tự khó lắm. Đây là khay vệ sinh, khoảng sẽ lắp vào đây. Để rút được khay ra, lấy ra, rút ra. Để nhìn khay vệ sinh, có hai rãnh ở dưới này, rút vào trong. Bệnh nhân này khi mà cầm thì nó phải tháo này ra, nó phải vệ sinh đây, sau vệ sinh xong rút vô ra, được chưa? Rút vô ra, đi vệ sinh là xong, sau vệ sinh vô. Đây là hai cái trung lập, một chi, lắp hai trung lập, có một chút ở đây. Khi mà lắp ấn vào, rút vào, nó tự mắc lại, ấn lại. Ấn lại nhá, ấn lại đút vào, đút vào nhả ra, tự nó mắc lại, rất là chắc. Trên xe có hai mảnh chắn của hai bên, nó mảnh chắn, nó vào đây. Đấy. Đấy, ok, một, kiếm người đẹp xe hơn. Dây an toàn. Đây. Dây an toàn, hai dây an toàn. Chút để ngồi trên xe không sợ lăn, không sợ đổ.
Khi mà muốn xe thì là bạn ngồi ngồi vị trí đấy, bạn ngửa lưng thì kéo kéo bộ phận này kéo ra thì nó xả hơi đồng nửa lưng ra theo ý của bạn, khi ngửa đến tầm thì nhỏ ra nó sẽ yên xe tại khóa ở đó có thể ngửa được. Và tôi sẽ hướng dẫn điều khiển xe đây. Ở trên xe có một cái automat an toàn ở xe, bật lên đóng điện lẻ tắt đóng, hai hệ thống phanh, trong trường hợp bạn muốn du đi thì bạn nhấc hai cần phanh nên là sẽ du được, nhưng khi muốn xe di chuyển thì bạn khóa hai phanh xuống xe sẽ đứng nguyên không di chuyển nữa và bắt đầu có thể điều khiển được. Điều khiển của xe nhất đây nút nguồn, phía trên này hiển thị điện điện của mình còn đầy rồi bước theo đường vạch tăng tốc, bạn có thể nhìn thấy để giảm tốc độ tăng tốc theo vạch ở đây, còi nút nguồn giữ tiến lên thì bạn đẩy đẩy cần này theo hướng thẳng về trước xe sẽ đi, và muốn rẽ phải thì bạn đẩy ra ngoài xe tự rẽ phải. Đấy. Cái này sẽ ra trái. Đấy. Muốn lùi và kéo về sau xe sẽ lùi. Đó. Xe sẽ lùi thì theo ý này tiến lên lùi lại tốc độ. Đấy, khi mà dừng lại thì sẽ tắt điện ở đây. Đấy, ra. Sau khi tắt điện trên xe có ổ sạc pin, đây là máy sạc để ổ sạc của pin ở đấy. Bạn nhấc ở đây đi, đây đổ sạc cắm vào đây, cắm vào đây cho tôi, cắm vào đây theo chiều đó. Đầu này của máy sạc cắm vào điện 220V. Chú khi mà sạc điện bắt buộc bạn phải bật công automat này lên, rồi vị trí đóng thì như sạc điện pin, như là pin tất cả đầu dây động cơ đó. Khi sạc xong bạn rút ra cắm lại. Khi bạn sạc thì phía đèn báo ở phía trên sẽ sáng nhấp nháy. Cắm sạc thử cho bạn xem. Khi mà cắm sạc hai đèn sẽ báo. Rút sạc ra thì đèn sẽ báo xanh, cắm vào đèn sẽ báo đỏ là đang sạc. Các bạn cứ nhìn phía trước này. Báo đỏ. Khi mà các automat đèn sẽ không báo và phía trên đèn sẽ nháy. Các bạn thấy đây. Phía trên nó báo là đang sạc. Đang sạc là tất cả các đèn là nháy. Các hình như này là đang sạc. Bạn nhìn đèn có nháy đây, nháy đang sạc. Ok, xong.